Ba lạng rồi. Hey,
Tỷ số tiếp tục được xem bằng 13 nhà. 14, 13 nhà cho những người cùng sân. Nếu như tôi thể nào mà đã thua trận đấu quý vị các bạn thì cơ hội là cực kỳ khó khăn cho đội tuyển mà đã thua trận đấu này. Còn nếu như đội nào mà giành chiến thắng ở trận đấu này thì cơ hội vào trận chung kết vẫn còn rất nhỏ rất nhiều so với đội tuyển giành chiến thắng ở trận đấu. Quý vị các bạn theo dõi. Đứng đầu vào thi đấu này của chúng ta tạm thời do đội tuyển Hà Nội chiến thắng đứng đầu. Đứng thứ hai là đội tuyển đến từ Bình Dương. Bình Dương thì kém là điểm số còn họ đầu trận thứ tám với điểm tỷ số 2-0. Dù là tính chất của trận đấu do vậy mà đội tuyển chủ nhà Kim Đồ phải đánh ngang trọng liên tiếp, nhưng mà chính vì vậy không ảnh hưởng đến chi tiêu của đội tuyển chủ nhà và thành thi đấu cuối cùng. Thi đấu vì mùa mà sao đó vì mùa lễ hội và vì chứng minh cho tổ tiên có mặt trong buổi chiều ngày nay. Bây giờ chúng ta chào các bạn với những chiếc gương một pha đánh bóng của bạn cực kỳ lực và chuẩn xác của Đỗ Văn Hiệp đến phía đội tuyển Việt Nam. Lúc này rất cần các pha đánh bóng như vừa rồi. Đứa nào nhỉ? Số tên xấu gái nhỉ? Dành cho tuyển thủ sinh. 16 anh cho tuyển thủ sinh. Ở trận đấu thứ hai này thì trung đội trận đấu cũng như những người trận đấu cũng thế chặt là đội tuyển thủ sinh đã được phát huy và cải thiện tối đa. Họ trận đấu tập trung vào bán kết các vị trí mà khoảng cách không quá gần trong hàng nghìn người trận đấu và các cầu thủ đến từ hàng đội. Chính như vậy là kết quả về điểm số và phần thưởng và trái được chính từ trung ương của các đội bóng trường này để thi đấu đầu tiên này. Cuối cùng của trận đấu là Phan Tam chủ lý bóng 2-16 dành cho đội tuyển Phú Sơn. Cứ đang cần tài hàng thứ 10 cho ra mặt một pha xử lý rất đáng của đội tuyển Phú Sơn.